Xin chào mọi người, mình là Hoàng đến từ ông trùm nội trợ.com. Như mọi người đã biết thì T8 AI VR là cái dòng đầu tiên có khả năng nhận diện, tránh né vật thể để chống kẹt. Và EcoVac đã không dừng lại ở đó, họ đã trang bị thêm hai cảm biến laser để cho robot khả năng chủ động tránh né vật thể trong không gian tối. Và với tên gọi mới đó là T8 Power với bản nội địa và Osmo T8 với bản quốc tế. Ok, cùng với mình xem là hai dòng này đã nâng cấp điều gì và khác nhau như thế nào nhé. Về ngoại hình đóng gói thì mọi người có thể dễ dàng nhận ra rằng là Osmo T8 được đóng gói nhỏ hơn T8 Power. Ở bên trong gần như mọi thứ đều giống nhau. Chúng ta dễ dàng nhận ra rằng là hai máy có màu sắc gần như tương tự nhau. Điều duy nhất khác biệt đó chính là trên nắp LiDAR của Osmo T8 có màu hồng nhẹ, còn trên T8 Power nội địa sẽ có màu bạc. Quan trọng nhất đó chính là trong hộp T8 Power đã được trang bị sẵn hộp lau rung Osmo Pro, còn bên Osmo T8 quốc tế thì đã bị cắt bỏ. Tuy nhiên chúng ta có thể mua thêm để sử dụng trên Osmo T8 nhé. Sau khi mở hộp T8 Power thì chúng ta thấy là có rất nhiều phụ kiện. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu lần lượt. Đầu tiên chúng ta có máy lắp sạc, hai túi khoảng 20 cái khăn lau dùng một lần kháng khuẩn cùng với hai cặp trở cạnh, hộp lau rung Osmo Pro, tấm giữ rẻ lau thông thường và một cái màng lọc sơ cua cùng với đó là sách hướng dẫn sử dụng. Với robot thì chúng ta một điểm cải tiến lớn nhất ở mặt trên đó chính là cái LiDAR. Khác với T5 thì LiDAR đã được quây kín lại, chúng ta không còn phải sợ cái việc mà cát hoặc là dị vật rơi vào bên trong cái vòng quay của LiDAR nữa. Đây là một nâng cấp nhỏ nhưng cực kỳ đáng giá trong việc sử dụng hàng ngày. Cùng với đó, phía trước chúng ta có một hệ camera được hãng gọi là True Detect 3D. Hai bên là hai nguồn phát laser, ở giữa là camera nhận diện. Và với hai nguồn phát này, robot luôn luôn chủ động nhận diện được vật thể và không phụ thuộc vào nguồn ánh sáng môi trường. Và chức năng lau thì giống tương tự T8 AI VI. Hãng vẫn cho chúng ta hai hộp nước. Một hộp nước lau thông thường sử dụng vài lau nhiều lần, và cùng với đó là một hộp nước lau rung Osmo Pro với khả năng chà tháp 480 nhịp trên 1 phút, cho khả năng lau chà nhà tốt hơn khá nhiều. Cùng với đó là khăn rẻ lau một sàn một lần. Mở nắp máy lên chúng ta sẽ thấy vị trí hộp bụi. Đây là hộp bụi dùng chung giữa các đời T với nhau, T5, T8 và T9 đều xài chung nhé. Vị trí đốt nguồn, vị trí cài đặt wifi. Và đây là mặt dưới của T8 Power, rất tương đồng với T8 AI VI. Hãng vẫn giữ nguyên những điều tinh tế nhất. Chúng ta vẫn có 6 cảm biến chống rơi, 2 chổi cạnh, chổi chính sử dụng chung với T5, T8. Và cùng với đó là bánh xe được nâng cấp. Trong cuối năm 2020 thì hãng đã nâng cấp cho T8 AI VI lên bánh xe màu đen này, có khả năng chống chịu tốt hơn, cùng khả năng leo cũng tốt hơn nữa. Thì toàn bộ T8 Power đã thừa hưởng điều này. Cùng với đó là cảm biến thẻ. Ngoài ra thì hãng cũng đã để sẵn hai vị trí này tương thích với trạm hút bụi của T8 AI VI Plus. Mọi người có thể dùng trạm hút bụi để xài chung với T8 Power một cách thoải mái nhé. Tại vị trí hộp nước chúng ta có hai điểm cấp nước vào máy và điểm cấp điện cho hộp lau rung Osmo Pro. Chúng ta sẽ cần chú ý tránh nước cho vị trí này khi vệ sinh máy nhé. Và bây giờ thì mình sẽ tháo siêu máy để chúng ta cùng chạy thử xem công nghệ True Detect có hoạt động hiệu quả như hãng quảng cáo không nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng thử xem T8 Power sẽ tránh né vật thể như thế nào trong điều kiện trời sáng nhé. Trong môi trường đủ sáng thì robot hoạt động khá tốt, tránh né vật thể rất là hoàn hảo. Vậy trong môi trường tối thì sao? Chúng ta cùng thử nhé. Bây giờ thì mình sẽ tắt đèn nhé. Và chúng ta cùng thử nè. Mình đã dùng camera trên điện thoại để quay được cái tia laser phía trước nhé. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là laser được phát ra và robot chủ động di chuyển. Và như các bạn thấy thì công nghệ True Detect 3D và cảm biến laser phía trước cực kỳ hữu hiệu trong mọi điều kiện ánh sáng, rất là tuyệt vời phải không nào? Ngoài ra vì là tầm cao cấp nên robot vẫn có những ưu điểm như bi dung lượng cao, khả năng hoạt động trên một diện tích lớn, có thể tích hợp với những phụ kiện như thùng rác tự động. Và tổng quan theo mình thì con T8 Power này sẽ phù hợp cho những ai thích một máy cao cấp có đầy đủ mọi tính năng. Nếu như nhà bạn có con nít hoặc bạn thuộc tuyết người là bận rộn thường xuyên phải bày đồ đạc dưới sàn thì T8 Power sẽ là một cái máy đáp ứng cực kỳ tốt vấn đề này. Mọi chức năng trên các dòng khác T8 Power đều được trang bị, và nên mọi người có thể an tâm sử dụng nó nhé. Và một điều đặc biệt là tại ông chủ nội trợ.com hiện đang phân phối T8 Power với mức giá cực kỳ hấp dẫn, thấp hơn cả T8 AI VI dù chức năng vượt trội. Ok, nếu các bạn có câu hỏi nào đừng quên để lại comment xuống dưới và ông chủ nội trợ sẽ sớm giải đáp nhé. Xin cảm ơn mọi người.